rằng con rất mệt mỏi. Người huynh trưởng như chúng con biết hy sinh và yêu thánh thể, cần phải giữ theo hướng đi Chúa gọi mời. Là huynh trưởng biết âm thầm sống tâm tình và yêu thương, vì luôn có Chúa bên cạnh bước đi cùng chúng ta. Thành thục mặc ai vâng lời sống tâm niệm của trẻ thơ, sân lối tin mừng hằng say xây dựng giáo lý. Người huynh trưởng phụng sự Chúa cùng nhau đứng dậy ra khơi xây giáo lý, làm bạc ai hằng hái lên đường với Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.